khi các bác cần mua hàng, nếu các bác mình xài điện 220 thì báo cho em Chiến, em Chiến chuyển điện cho các bác luôn nha. Thì chuyển điện nó đơn giản thôi các bác, chỉ mình rút lên thế này thôi. Đây, mình theo mũi tên này các bác, mình cắm theo điều hướng của điện đó. Đấy, kéo vào trời 100V là nó thành 100V này, rất là đơn giản thôi. Rồi, bác nào mình chốt con. Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em giới thiệu các bác có con G5-5500. Con này rất là tầm tiền nha các bác, đánh hai cầu loa AB hoặc A+B, công suất rất là tốt, 200W. Các bác chơi những dòng mà loa cổ bát 30 lại nha. G5500 và đẹp long lanh nha các bác. Các bác để ý giúp em những cái đấm này, này nó sáng tròn ống ánh nha, này làm những con máy chất bại nha. Đấy, các bác thấy nấm chưa, sáng tròn và những nó có một cái viền phía ngoài như thế này. Đấy, máy rất đẹp nha. Con này thì bác nào mình đang cần nó phân khúc tầm tiền 15 triệu thì liên hệ cho em liền, vì nó quá ngon các bác, rất đẹp nữa, vừa ghi vừa trưng bày. San xui 5500, còn cả tem nữa nha. Những con này em đâu bay về, cũng như là tiền rất là kỹ. Các bác chơi 7A88A hoặc là những dòng loa San xui và loa Mỹ, loa Nhật thì anh rất là tốt. Đặc biệt những dòng G thì nó đánh được hầu hết các dòng loa các bác, tiếng nó nảy cũng như là rất là tốt, dễ ghép loa. Dòng G là dòng đỉnh nhất của hãng San xui nha các bác. Đánh hai cầu loa AB này, bass chép này, loa nét đầy đủ nha, 35 volume tổng, volume đài. Máy rất mới nha các bác. Đây là phía sau của con Omly. Series là 1724 này. Đấy, góc cạnh đẹp keng nha. 4 cầu điện, 200 loa. Con mới. Rồi em mở nắp bên trong để các bác cùng tham khảo ruột gan nha. Bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em Chiến, có hai số điện thoại trên nha. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc. 15 triệu là em bao ship toàn quốc. Nếu các bác nào mình chuyển khoản đủ thì em lại bớt 200 ngàn nữa nha. Và còn 148. Đây có thể thấy được độ mới của sản phẩm nha. Vâng, và mời các bác cùng xem độ mới của nó nha. Đây, đây là cái phần chuyển điện này. Em chuyển qua 100V. Nếu mà các bác không chuyển có 220, chúng ta đi lấy này là để kém mà thôi. Xịt xịt chân tinh nha các bác. Đây các bác thấy rất là đẹp luôn nha. Ở cái phần tản nhiệt không, phần công suất này các bác, 4 công suất nha. Thêm mặt rất là đẹp luôn, nói chung là quá là mới. Nhưng còn G5500 này là quá là mới. Khi các bác cần mua hàng, nếu các bác mình xài điện 220 thì báo cho em Chiến chuyển điện cho các bác luôn nha. Thì chuyển điện nó đơn giản thôi các bác, chỉ mình rút lên thế này thôi. Đấy, mình theo mũi tên này các bác, mình cắm theo điều hướng của điện đó. Đấy, kéo vào trời 100V là nó thành 100V này, rất là đơn giản thôi. Rồi, bác nào mình chốt con G5500 thì liên hệ cho em, với gọi là máy tuyển hết nha, bên đây là máy tuyển hết cho các bác nha. Đẹp nghe trưng bày. Các bác mua những con G là phải để ý giùm em những cái nấm nút này đấy. Có giá trị những cái nấm nút trưng bày rất là đẹp nha. Bác mua trúng những cái nấm nút mà bị mờ tích là nó dở lắm. Phải là keng xà beng như thế này này. Sắc tròn. Trưng bày ngắm nghĩa đã lắm. Đẹp trưng dòng G mà. Vừa nghi hay rồi là cái ưu điểm đó là trưng bày nó đánh cấp nữa. Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bác nha ở video tiếp theo.